Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Vietnamese. Hi everybody, my name is Linh. Welcome to the 800 Core Vietnamese Words and Phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in Vietnamese. But there's a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end, so after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at VietnamesePod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks, and finally master Vietnamese. Okay, let's get started. First is chuối, banana. Chuối, chuối, banana. Chuối dầu kali. Bananas are rich in potassium. Chuối dầu kali. Táo. Apple. Táo. Táo. Apple. Quả táo này có thể ăn được. This apple is edible. Quả táo này có thể ăn được. Quả nho. Grape. Quả nho. Quả nho. Grape. Con chuột đang ăn một quả nho. The mouse is eating a grape. Con chuột đang ăn một quả nho. Dưa hấu. Watermelon. Dưa hấu. Dưa hấu. Watermelon. Những đứa trẻ đang ăn dưa hấu. The children are eating watermelon. Những đứa trẻ đang ăn dưa hấu. Chim. Bird. Chim. Chim. Bird. Đàn chim đang cố bay về phương Bắc khi giông bão chặn đường của chúng. The birds were trying to migrate north when the storm grounded them. Đàn chim đang cố bay về phương Bắc khi giông bão chặn đường của chúng. Chuột. Mouse. Chuột. Chuột. Mouse. Con chuột đang ăn quả nho. The mouse is eating a grape. Con chuột đang ăn
quản nho. Mặt trời. Sun. Mặt trời. Mặt trời. Sun. Mặt trời mọc ở phía đông. The sun rises from the east. Mặt trời mọc ở phía đông. Thời tiết. Weather. Thời tiết. Thời tiết. Weather. Chuyến bay đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu. The flight was delayed due to bad weather. Chuyến bay đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu. Độ. Degree. Độ. Độ. Degree. Ngoài trời, nhiệt độ chỉ khoảng 1 độ. It is barely 1 degree outside. Ngoài trời, nhiệt độ chỉ khoảng 1 độ. Phụ nữ. Woman. Phụ nữ. Phụ nữ. Woman. Người phụ nữ cầm quả cầu. The woman holds the globe. Người phụ nữ cầm quả cầu. Đàn ông. Man. Đàn ông. Đàn ông. Man. Người đàn ông có cái bụng to. The man has a big belly. Người đàn ông có cái bụng to. Bạn gái. Girlfriend. Bạn gái. Bạn gái. Girlfriend. Cô ấy là bạn gái của Nam. She's Nam's girlfriend. Cô ấy là bạn gái của Nam. Bạn trai. Boyfriend. Bạn trai. Bạn trai. Boyfriend. Tôi ghét đi mua sắm với bạn trai của tôi vì anh ấy rất khó tính. I hate to go shopping with my boyfriend. He is so picky. Tôi ghét đi mua sắm với bạn trai của tôi vì anh ấy rất khó tính.
tàu, train, tàu, tàu, train, chuyến tàu cuối cùng là vào lúc mấy giờ? What time is the last train? Chuyến tàu cuối cùng là vào lúc mấy giờ? Máy bay. Airplane. Máy bay. Máy bay. Airplane. Máy bay đang bay trên bầu trời. The airplane is flying in the sky. Máy bay đang bay trên bầu trời. Xe buýt. Bus. Xe buýt. Xe buýt. Bus. Có chuyến xe buýt nào từ sân bay vào thành phố không? Is there a bus from the airport to the city? Có chuyến xe buýt nào từ sân bay vào thành phố không? Taxi. 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 Giá trên đồng hồ taxi đôi khi không chính xác. Fares charged according to the taxi meter are sometimes incorrect. Giá trên đồng hồ taxi đôi khi không chính xác. Cải bó xôi. Spinach. Cải bó xôi. Cải bó xôi. Spinach. Cải bó xôi giàu chất sắt và canxi. Spinach is a rich source of iron and calcium. Cải bó xôi giàu chất sắt và canxi. Cá heo. Dolphin. Cá heo. Cá heo. Dolphin. Con cá heo đang bơi trên biển. The dolphin is swimming in the ocean. Con cá heo đang bơi trên biển. Con mực. Squid. Con mực. Con mực. Squid. Con mực đang bơi gần rặng san hô. The squid is swimming near the coral reef. Con mực đang bơi gần rặng san hô.
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at VietnamesePod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Tạm biệt! Hạnh phúc. Happy. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Happy. Chị ấy trông thật hạnh phúc. She looks so happy. Chị ấy trông thật hạnh phúc. Buồn. Sad. Buồn. Buồn. Sad. Cô bé ngồi một mình trong nhà hàng, nhìn có vẻ buồn bã. The little girl sitting alone in the restaurant looks sad. Cô bé ngồi một mình trong nhà hàng, nhìn có vẻ buồn bã. Tức giận. Angry. Tức giận. Tức giận. Angry. Tại sao bạn lại tức giận? Why are you so angry? Tại sao bạn lại tức giận? Quần áo. Clothing. Quần áo. Quần áo. Clothing. Tôi làm ở một cửa hàng quần áo. I work at the clothing store. Tôi làm ở một cửa hàng quần áo. Giày. Shoe. Giày. Giày. Shoe. Một học sinh cấp 3 đang thắt dây giày. The high school student is tying his shoelace. Một học sinh cấp 3 đang thắt dây giày. Tất. Sock. Tất. Tất. Sock. Tất giày. Thick socks. Tất giày. Đồ lót. Underwear. Đồ lót. Đồ lót. Underwear. Tất và đồ lót của tôi nằm ở ngăn trên cùng trong tủ quần áo. My socks and underwear are in the top drawer of my dresser. Tất và đồ lót của tôi nằm ở ngăn trên cùng
trong tủ quần áo. Nói chuyện. Talk. Nói chuyện. Nói chuyện. Talk. Chúng ta cần nói chuyện. We need to talk. Chúng ta cần nói chuyện. Đưa. Give. Đưa. Đưa. Give. Giám đốc đưa danh thiếp cho các vị khách. The manager gives his name card to the guests. Giám đốc đưa danh thiếp cho các vị khách. Thấp. Low. Thấp. Thấp. Low. Máy in có độ ồn thấp. The printer has a low noise level. Máy in có độ ồn thấp. Cao. High. Cao. Cao. High. Giá hiện tại cao quá. The current price is too high. Giá hiện tại cao quá. Hoa quả. Fruit. Hoa quả. Hoa quả. Fruit. Cô ấy đặt hoa quả lên đĩa. She places fruit on a plate. Cô ấy đặt hoa quả lên đĩa. Bạch tuộc. Octopus. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Octopus. Con bạch tuộc đang bơi trên biển. The octopus is swimming in the ocean. Con bạch tuộc đang bơi trên biển. Cá mập. Shark. Cá mập. Cá mập. Shark. Những con cá mập đã bị thu hút bởi mùi của máu. The sharks are lured by the smell of blood. Những con cá mập đã bị thu hút bởi mùi của máu. Cá voi. Whale. Cá voi. Cá voi. Whale. Ngư dân hay thờ cá voi như vị thần của họ. Fishermen usually worship whale as their god. Ngư dân hay thờ cá voi như vị thần của họ.
Nhiều mây. Cloudy. Nhiều mây. Nhiều mây. Cloudy. Ngoài trời trở nên nhiều mây. It's getting cloudy outside. Ngoài trời trở nên nhiều mây. Mát mẻ. Cool. Mát mẻ. Mát mẻ. Cool. Trời mùa thu rất mát mẻ. The weather in autumn is cool. Trời mùa thu rất mát mẻ. Dưa chuột. Cucumber. Dưa chuột. Dưa chuột. Cucumber. Trái dưa chuột này dài và thon. This cucumber is long and thin. Trái dưa chuột này dài và thon. Ớt chuông. Bell pepper. Ớt chuông. Ớt chuông. Bell pepper. Những loại ớt chuông phổ biến là ớt chuông xanh, đỏ và vàng. The most common bell peppers are green, red and yellow. Những loại ớt chuông phổ biến là ớt chuông xanh, đỏ và vàng. Bông cải. Broccoli. Bông cải. Bông cải. Broccoli. Bông cải giàu vitamin C, K và A. Broccoli is rich in vitamins C, K and A. Bông cải giàu vitamin C, K và A. Áo sơ mi. Shirt. Áo sơ mi. Áo sơ mi. Shirt. Chiếc áo sơ mi mới mà cậu mua cho làm mình bị ngứa. This new shirt you bought make me itchy. Chiếc áo sơ mi mới mà cậu mua cho làm mình bị ngứa. Quần. Pants. Quần. Quần. Pants. Quần và thắt lưng. Pants and belt. Quần và thắt lưng. Váy đầm. Dress. Váy đầm. Váy đầm.
dress. Cái váy đấy hợp với chị mà. Đi thôi. That dress suits you just fine. Let's go now. Cái váy đấy hợp với chị mà. Đi thôi. Nói. Say. Nói. Nói. Say. Bạn nói gì cơ? What did you say? Bạn nói gì cơ? Gọi. Call. Gọi. Gọi. Call. Bạn có thể gọi số này không? Could you call this number? Bạn có thể gọi số này không? Tìm. Find. Tìm. Tìm. Find. Không dễ tìm được giáo viên như bạn đâu. Teachers like you are not easy to find. Không dễ tìm được giáo viên như bạn đâu. Sạch. Clean. Sạch. Sạch. Clean. Đất nước này rất sạch sẽ. This country is very clean. Đất nước này rất sạch sẽ. Bẩn. Dirty. Bẩn. Bẩn. Dirty. Vui lòng bỏ những cái áo sơ mi bẩn của anh vào máy giặt đi. Put your dirty shirts into the washing machine, please. Vui lòng bỏ những cái áo sơ mi bẩn của anh vào máy giặt đi. Cà rốt. Carrot. Cà rốt. Cà rốt. Carrot. Cà rốt thường có màu cam. Carrots are usually orange in color. Cà rốt thường có màu cam. Hành. Onion. Hành. Hành. Onion. Hành tỏi là nguyên liệu không thể thiếu của món ăn Việt Nam. Onions and garlic are indispensable ingredients of Vietnamese food.
Hành tỏi là nguyên liệu không thể thiếu của món ăn Việt Nam. Xà lách. Lettuce. Xà lách. Xà lách. Lettuce. Xà lách có chứa vitamin K. Lettuce contains vitamin K. Xà lách có chứa vitamin K. Con cừu. Sheep. Con cừu. Con cừu. Sheep. Con chó của Mai trông như là một con cừu ấy. Mai's dog looks like a sheep. Con chó của Mai trông như là một con cừu ấy. Con thỏ. Rabbit. Con thỏ. Con thỏ. Rabbit. Con thỏ cậu nuôi rất dễ thương. Your pet rabbit is very cute. Con thỏ cậu nuôi rất dễ thương. Hải cẩu. Seal. Hải cẩu. Hải cẩu. Seal. Con hải cẩu đang xoay cái vòng. The seal is spinning hula hoops. Con hải cẩu đang xoay cái vòng. Mây. Cloud. Mây. Mây. Cloud. Hôm nay trời nắng, thỉnh thoảng có mây. Today's weather is sunny with occasional clouds. Hôm nay trời nắng, thỉnh thoảng có mây. Nắng. Sunny. Nắng. Nắng. Sunny. Tôi thường đi picnic vào ngày nắng. I often go on a picnic on a sunny day. Tôi thường đi picnic vào ngày nắng. Mưa. Rainy. Mưa. Mưa. Rainy. Trời hôm nay nhiều mưa. It's rainy today. Trời hôm nay nhiều mưa.
đứa trẻ. Baby. Đứa trẻ. Đứa trẻ. Baby. Đứa trẻ đi bộ trên đường. The baby walks on the road. Đứa trẻ đi bộ trên đường. Bé gái. Girl. Bé gái. Bé gái. Girl. Bé gái mặc áo khoác ngoài. The girl puts on the coat. Bé gái mặc áo khoác ngoài. Cậu bé. Boy. Cậu bé. Cậu bé. Boy. Cậu bé này 7 tuổi. This boy is 7 years old. Cậu bé này 7 tuổi. Đồng hồ. Watch. Đồng hồ. Đồng hồ. Watch. Cô ấy nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay từ bố mẹ của cô ấy sau lễ tốt nghiệp. She got a watch from her parents after the graduation ceremony. Cô ấy nhận được một chiếc đồng hồ đeo tay từ bố mẹ của cô ấy sau lễ tốt nghiệp. Kính. Glasses. Kính. Kính. Glasses. Đã đến lúc chúng ta đeo kính 3D rồi. It's time to put on our 3D glasses. Đã đến lúc chúng ta đeo kính 3D rồi. Áo khoác. Jacket. Áo khoác. Áo khoác. Jacket. Trông bạn mặc chiếc áo khoác đó đẹp đấy. That jacket looks nice on you. Trông bạn mặc chiếc áo khoác đó đẹp đấy. Nhận. Receive. Nhận. Nhận. Receive. Tôi nhận được hai chiếc bưu thiệp. I received two postcards. Tôi nhận được hai chiếc bưu thiệp. Tìm kiếm. Search. Tìm kiếm. Tìm kiếm. Search.
Nhà khoa học tìm kiếm những con kiến. The scientist searches for ants. Nhà khoa học tìm kiếm những con kiến. Lấy. Take. Lấy. Lấy. Take. Mỗi người lấy một cái bánh mì. Each person takes one bread. Mỗi người lấy một cái bánh mì. Yếu. Weak. Yếu. Yếu. Weak. Gia đình tôi là sức mạnh và cũng là điểm yếu của tôi. My family is my strength and my weakness. Gia đình tôi là sức mạnh và cũng là điểm yếu của tôi. Mạnh. Strong. Mạnh. Mạnh. Strong. Gió thổi mạnh. The wind blows strongly. Gió thổi mạnh. Lạnh. Cold. Lạnh. Lạnh. Cold. Trời lạnh. It's cold. Trời lạnh. Nóng. Hot. Nóng. Nóng. Hot. Hà Nội rất nóng vào mùa hè. Hanoi is very hot in the summer. Hà Nội rất nóng vào mùa hè. Buồn cười. Funny. Buồn cười. Buồn cười. Funny. Quyển sách này thật buồn cười. This book is really funny. Quyển sách này thật buồn cười. Đào. Peach. Đào. Đào. Peach. Đào có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng ngày nay nó được trồng trên khắp thế giới. Peaches are originally from China, but are now grown throughout the world. Đào có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng ngày nay nó được trồng trên khắp thế giới. Cam. Orange. Cam.
Cam. Orange. Tôi uống nước cam vào mỗi buổi sáng. I drink orange juice in the morning. Tôi uống nước cam vào mỗi buổi sáng. Khoai tây. Potato. Khoai tây. Khoai tây. Potato. Khoai tây có xuất xứ từ Peru. Potatoes come from Peru. Khoai tây có xuất xứ từ Peru. Đậu nành. Soybean. Đậu nành. Đậu nành. Soybean. Hạt đậu nành phát triển từ bên trong vỏ. Soybeans grow inside the pods. Hạt đậu nành phát triển từ bên trong vỏ. Rau. Vegetable. Rau. Rau. Vegetable. Ăn xào rau với dầu ô liu. Ăn stir fries vegetables with olive oil. Ăn xào rau với dầu ô liu. Con bò. Cow. Con bò. Con bò. Cow. Đàn bò đang gặm cỏ trên cánh đồng. The cows are grazing in the field. Đàn bò đang gặm cỏ trên cánh đồng. Con lợn. Pig. Con lợn. Con lợn. Pig. Những con lợn đang nghỉ ngơi dưới nắng. The pigs are resting in the sun. Những con lợn đang nghỉ ngơi dưới nắng. Con ngựa. Horse. Con ngựa. Con ngựa. Horse. Con ngựa hí lên để phản đối việc bị kéo đi. The horse whinnied in protest of being rounded up. Con ngựa hí lên để phản đối việc bị kéo đi. Tuyết. Snow. Tuyết. Tuyết. Snow. Ở Việt Nam có tuyết không? Does it snow in Vietnam? Ở Việt Nam
có tuyết không? Bàn tay. Hand. Bàn tay. Bàn tay. Hand. Đứa bé đang giơ bàn tay lên. The child is raising his hand. Đứa bé đang giơ bàn tay lên. Cánh tay. Arm. Cánh tay. Cánh tay. Arm. Con robot cử động hai cánh tay. The robot moves its arms. Con robot cử động hai cánh tay. Bàn chân. Foot. Bàn chân. Bàn chân. Foot. Một bàn chân có 5 ngón chân. A foot has 5 toes. Một bàn chân có 5 ngón chân. Chân. Leg. Chân. Chân. Leg. Chân dài. Long legs. Chân dài. Ngón tay. Finger. Ngón tay. Ngón tay. Finger. Ngón tay bị ép vào mặt kính. The finger is pressed against the glass. Ngón tay bị ép vào mặt kính. Lưng. Back. Lưng. Lưng. Back. Tôi bị đau lưng. My back hurts. Tôi bị đau lưng. Bao tử. Stomach. Bao tử. Bao tử. Stomach. Tôi bị đau bao tử. I have a stomach ache. Tôi bị đau bao tử. Ngực. Chest. Ngực. Ngực. Chest. Người bác sĩ và y tá đang chụp X-quang ngực cho bệnh nhân. The doctor and nurse are taking an X-ray of the patient's chest. Người bác sĩ và y tá đang chụp
X-quang ngực cho bệnh nhân. Tháng 1 January. Tháng 1 Tháng 1 January. Tháng 1 ở đây rất lạnh. It's very cold here in January. Tháng 1 ở đây rất lạnh. Tháng 2 February. Tháng 2 Tháng 2 February. Ngày năm nhuận là ngày 29 tháng 2. Leap year day is February 29th. Ngày năm nhuận là ngày 29 tháng 2. Tháng 3 March. Tháng 3 Tháng 3 March. Bây giờ là tháng 4, do đó tháng trước là tháng 3. It is now April, so last month was March. Bây giờ là tháng 4, do đó tháng trước là tháng 3. Tháng 4 April. Tháng 4 Tháng 4 April. Những cơn mưa rào tháng 4 sẽ mang hoa lá tháng 5 đến. April showers bring May flowers. Những cơn mưa rào tháng 4 sẽ mang hoa lá tháng 5 đến. Tháng 5 May. Tháng 5 Tháng 5 May. Ngày 31 tháng 5 là ngày thế giới không hút thuốc lá. May 31st is World No Smoking Day. Ngày 31 tháng 5 là ngày thế giới không hút thuốc lá. Tháng 6 June. Tháng 6 Tháng 6 June. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 6. We're getting married in June. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 6. Tháng 7 July. Tháng 7 Tháng 7 July. Tháng 7 là một trong 7 tháng có 31 ngày. July is one of 7 months with 31 days. Tháng 7 là một trong 7 tháng có 31 ngày. Tháng 8 August. Tháng 8 Tháng 8
August. Trường học đóng cửa vào tháng 8. The school is closed in August. Trường học đóng cửa vào tháng 8. Tháng 9. September. Tháng 9. Tháng 9. September. Hôm nay là thứ bảy, ngày 10 tháng 9. Today is Saturday, September 10th. Hôm nay là thứ bảy, ngày 10 tháng 9. Tháng 10. October. Tháng 10. Tháng 10. October. Halloween rơi vào ngày 31 tháng 10. Halloween falls on October 31st. Halloween rơi vào ngày 31 tháng 10. Tháng 11. November. Tháng 11. Tháng 11. November. Tháng 11 là một trong 4 tháng có 30 ngày. November is one of 4 months with 30 days. Tháng 11 là một trong 4 tháng có 30 ngày. Tháng 12. December. Tháng 12. Tháng 12. December. Thứ 6 ngày mùng 8 tháng 12. Friday, December 8th. Thứ 6 ngày mùng 8 tháng 12. Có thể. Can. Có thể. Có thể. Can. Tôi có thể ăn món cay. I can eat spicy food. Tôi có thể ăn món cay. Không. Zero. Không. Không. Zero. Hôm nay nhiệt độ khoảng 0 độ. It's about 0 degrees today. Hôm nay nhiệt độ khoảng 0 độ. 1. 1. 1. Một. One. Một ngày có 24 tiếng. There are 24 hours in one day. Một ngày có 24 tiếng. Hai.
chuồng. Hai. Hai. Chuồng. Số 2 là con số yêu thích của tôi. The number 2 is my favorite number. Số 2 là con số yêu thích của tôi. 3 3 3 ba, three. Nhóm thứ nhất đến bằng xe buýt số 3. The first group arrived on bus number 3. Nhóm thứ nhất đến bằng xe buýt số 3. 4 4 4 4 4 Tháng 11 là một trong 4 tháng có 30 ngày. November is one of 4 months with 30 days. Tháng 11 là một trong 4 tháng có 30 ngày. 5 5 5 5 5 Sao biển có 5 chân. The starfish has 5 legs. Sao biển có 5 chân. 6 6 6 6 6 Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 6 giờ. I wake up every morning at 6 o'clock a.m. Tôi thức dậy mỗi sáng vào lúc 6 giờ. 7 7 7 bảy seven một tuần có 7 ngày. There are 7 days in a week. Một tuần có 7 ngày. 8 8 8 8 8 Một con nhện có 8 cái chân. A spider has 8 legs. Một con nhện có 8 cái chân. 9 9 9 9 9 99% 99% 99%
10 10 10 10 10 Tôi có thể đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Trung Quốc. I can count from 1 to 10 in Chinese. Tôi có thể đếm từ 1 đến 10 bằng tiếng Trung Quốc. Nhân viên bán hàng. Salesman. Nhân viên bán hàng. Salesman. Nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng. Salesman. Người nhân viên bán hàng đang chào khách. The salesman is greeting a customer. Người nhân viên bán hàng đang chào khách. Người quản lý. Manager. Người quản lý. Người quản lý. Manager. Người quản lý nhà máy đang đưa ra hướng dẫn. The factory manager is giving instructions. Người quản lý nhà máy đang đưa ra hướng dẫn. Đầu bếp. Cook. Đầu bếp. Đầu bếp. Cook. Cô ấy là đầu bếp tại một nhà hàng 4 sao. She's a cook at a 4-star restaurant. Cô ấy là một đầu bếp tại một nhà hàng 4 sao. Kỹ sư. Engineer. Kỹ sư. Kỹ sư. Engineer. Tôi là một kỹ sư. I'm an engineer. Tôi là một kỹ sư. Lập trình viên. Programmer. Lập trình viên. Lập trình viên. Programmer. Một vài lập trình viên làm việc tại nhà, vì thế họ không cần phải đi đến chỗ làm. Some programmers work from home, so they don't have to commute to work. Một vài lập trình viên làm việc tại nhà, vì thế họ không cần phải đi đến chỗ làm. Y tá. Nurse. Y tá. Y tá. Nurse. Người phụ nữ làm y tá. The woman is a nurse. Người phụ nữ làm y tá. Cơ thể. Body. Cơ thể. Cơ
thể. Body. Thức ăn là năng lượng của cơ thể. Food is fuel for the body. Thức ăn là năng lượng của cơ thể. Đầu. Head. Đầu. Đầu. Head. Hãy đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu. Wear a helmet to protect your head. Hãy đội mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu. Cười. Laugh. Cười. Cười. Laugh. Cặp đôi cười vì câu chuyện khôi hài. The couple laughs at the joke. Cặp đôi cười vì câu chuyện khôi hài. Ngon tuyệt. Delicious. Ngon tuyệt. Ngon tuyệt. Delicious. Món này ngon tuyệt. It's very delicious. Món này ngon tuyệt. Nước. Water. Nước. Nước. Water. Người phụ nữ đang uống nước. The woman is drinking water. Người phụ nữ đang uống nước. Trà. Tea. Trà. Trà. Tea. Bạn có muốn uống trà không? Would you like a cup of tea? Bạn có muốn uống trà không? Cà phê. Coffee. Cà phê. Cà phê. Coffee. Tôi thích cà phê đen. I like my coffee black. Tôi thích cà phê đen. Bia. Beer. Bia. Bia. Beer. Người pha chế đang rót một cốc bia hơi. The bartender is pouring a draft beer. Người pha chế đang rót một cốc bia hơi. Rượu vang. Wine. Rượu vang.
rượu, vàng, wine. Rượu vang đang được rót vào ly. Wine is being poured into the glass. Rượu vang đang được rót vào ly. Thịt bò. Beef. Thịt bò. Thịt bò. Beef. Món thịt bò này rất ngon. This beef is very delicious. Món thịt bò này rất ngon. Gà. Chicken. Gà. Gà. Chicken. Tôi không thích da gà. I don't like chicken skin. Tôi không thích da gà. Thịt lợn. Pork. Thịt lợn. Thịt lợn. Pork. Thịt lợn là thịt của con lợn. Pork is a meat from a pig. Thịt lợn là thịt của con lợn. Cá. Fish. Cá. Cá. Fish. Người Nhật Bản ăn rất nhiều cá. Japanese people eat a lot of fish. Người Nhật Bản ăn rất nhiều cá. Thịt cừu. Lamb. Thịt cừu. Thịt cừu. Lamb. Thịt cừu ngon cực kỳ. Lamb is extremely delicious. Thịt cừu ngon cực kỳ. Bác sĩ. Doctor. Bác sĩ. Bác sĩ. Doctor. Bác sĩ đang khám chân. The doctor is examining the foot. Bác sĩ đang khám chân. Cảnh sát. Police officer. Cảnh sát. Cảnh sát. Police officer. Cảnh sát đang tra hỏi người tài xế. The police officer is questioning the driver. Cảnh sát đang tra hỏi người tài xế. Giáo viên. Teacher. Giáo viên. Giáo viên. Teacher.
giáo viên đang dạy bọn trẻ trong lớp học. The teacher is teaching the kids in the classroom. Giáo viên đang dạy bọn trẻ trong lớp học. Nhân viên. Employee. Nhân viên. Nhân viên. Employee. Các nhân viên đang có một cuộc họp tại phòng hội nghị. The employees are having a meeting in the boardroom. Các nhân viên đang có một cuộc họp tại phòng hội nghị. Đến. Come. Đến. Đến. Come. Cô gái đã đến gần cái máy quay phim. The girl came towards the video camera. Cô gái đã đến gần cái máy quay phim. Nhìn. See. Nhìn. Nhìn. See. Cô ấy không thể nhìn thấy gì nếu không đeo kính. She cannot see anything without her glasses. Cô ấy không thể nhìn thấy gì nếu không đeo kính. Làm. Make. Làm. Làm. Make. Người bếp trưởng làm nước cam. The chef makes orange juice. Người bếp trưởng làm nước cam. Sử dụng. Use. Sử dụng. Sử dụng. Use. Tôi sử dụng máy tính để làm việc. I use a computer for work. Tôi sử dụng máy tính để làm việc. Hôm nay. Today. Hôm nay. Hôm nay. Today. Hôm nay lúc 6:15. Today at 6:15. Hôm nay lúc 6:15. Ngày hôm qua. Yesterday. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Yesterday. Tôi đã nghỉ làm ngày hôm qua. I took a day off yesterday. Tôi đã nghỉ làm ngày hôm qua. Ngày mai. Tomorrow. Ngày mai.
ngày mai. Tomorrow. Hẹn gặp lại bạn ngày mai. See you tomorrow. Hẹn gặp lại bạn ngày mai. Tuần. Week. Tuần. Tuần. Week. Một tuần có 7 ngày. There are 7 days in a week. Một tuần có 7 ngày. 5. Year. 5. 5. Year. Một năm có 12 tháng. There are 12 months in a year. Một năm có 12 tháng. Giây. Second. Giây. Giây. Second. Một phút có 60 giây. There are 60 seconds in the minute. Một phút có 60 giây. Phút. Minute. Phút. Phút. Minute. Một phút có 60 giây. There are 60 seconds in a minute. Một phút có 60 giây. Giờ. Hour. Giờ. Giờ. Hour. Tôi sẽ từ chỗ làm về nhà trong một giờ nữa. I'll be home from work in an hour. Tôi sẽ từ chỗ làm về nhà trong một giờ nữa. Đồng hồ. Clock. Đồng hồ. Đồng hồ. Clock. Cái đồng hồ treo tường đang được treo trên tường. The wall clock is hanging on the wall. Cái đồng hồ treo tường đang được treo trên tường. Giờ. O'clock. Giờ. Giờ. O'clock. Bây giờ là 10 giờ. It's 10 o'clock. Bây giờ là 10 giờ. Lịch. Calendar. Lịch. Lịch. Calendar.
tôi đã đánh dấu ngày kỷ niệm của chúng tôi trên lịch. I marked our anniversary on the calendar. Tôi đã đánh dấu ngày kỷ niệm của chúng tôi trên lịch. Thứ hai, Monday. Thứ hai. Thứ hai. Monday. Tuần làm việc bắt đầu vào thứ hai. The work week starts on Monday. Tuần làm việc bắt đầu vào thứ hai. Thứ ba. Tuesday. Thứ ba. Thứ ba. Tuesday. Ngày 1 tháng 1 năm nay rơi vào thứ ba. January 1st falls on a Tuesday this year. Ngày 1 tháng 1 năm nay rơi vào thứ ba. Thứ tư. Wednesday. Thứ tư. Thứ tư. Wednesday. Chúng tôi chơi bài ở nhà tôi vào tối thứ tư hàng tuần. Wednesday nights we play poker at my house. Chúng tôi chơi bài ở nhà tôi vào tối thứ tư hàng tuần. Thứ năm. Thursday. Thứ năm. Thứ năm. Thursday. Ngày mai là thứ tư và ngày kia là thứ năm. Tomorrow is Wednesday and the day after tomorrow is Thursday. Ngày mai là thứ tư và ngày kia là thứ năm. Thứ sáu. Friday. Thứ sáu. Thứ sáu. Friday. Hãy viết kế hoạch của ngày thứ sáu lên lịch. Write the plans for Friday on the calendar. Hãy viết kế hoạch của ngày thứ sáu lên lịch. Thứ bảy. Saturday. Thứ bảy. Thứ bảy. Saturday. Không có kế hoạch gì cho thứ bảy. No plans for Saturday. Không có kế hoạch gì cho thứ bảy. Chủ nhật. Sunday. Chủ nhật. Chủ nhật. Sunday. Chủ nhật là ngày của cha. Sunday is Father's Day. Chủ nhật là ngày của cha. Làm. Do. Làm. Làm.
do. Tôi có quá nhiều việc để làm. I have so much work to do. Tôi có quá nhiều việc để làm. Đi. Go. Đi. Đi. Go. Họ đi Los Angeles. The people go to Los Angeles. Họ đi Los Angeles. Xin chào. Hello. Xin chào. Xin chào. Hello. Xin chào, bạn có khỏe không? Hello, how are you? Xin chào, bạn có khỏe không? Xin lỗi. Excuse me. Xin lỗi. Xin lỗi. Excuse me. Xin lỗi, cho tôi mượn cái bút được không? Excuse me, may I borrow your pen? Xin lỗi, cho tôi mượn cái bút được không? Tôi xin lỗi. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. I'm sorry. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện mà chúng tôi đã gây ra. Sorry for the inconvenience that may cause us. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện mà chúng tôi đã gây ra. Chúc ngủ ngon. Good night. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Good night. Tôi đi đây, chúc ngủ ngon. I'll go now. Good night. Tôi đi đây, chúc ngủ ngon. Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you.
Rất vui được gặp anh. Nice to meet you, sir. Rất vui được gặp anh. Bạn có khỏe không? How are you? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? How are you? Chào Mary, bạn có khỏe không? Hello, how are you, Mary? Chào Mary, bạn có khỏe không? Vâng. Yes. Vâng. Vâng. Yes. Vâng, tôi đã đến đó 3 lần. Yes, I've been there 3 times. Vâng, tôi đã đến đó 3 lần. Không. No. Không. Không. No. Không có người đàn ông nào trong khu hành chính của tôi. There are no men in my division. Không có người đàn ông nào trong khu hành chính của tôi. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you. Cảm ơn chị đã giúp. Thank you for your help. Cảm ơn chị đã giúp. Tôi là I'm. Tôi là. Tôi là. I'm. Tôi là Lan. I am Lan. Tôi là Lan. Tạm biệt. Goodbye. Tạm biệt. Tạm biệt. Goodbye.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye and see you again. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xấu, hư. Bad. Xấu, hư. Xấu, hư. Bad. Nó là một thằng bé hư. He's a bad boy. Nó là một thằng bé hư. Tốt. Good. Tốt. Tốt. Good. Rau tốt cho bạn. Vegetables are good for you. Rau tốt cho bạn. Xinh xắn, đẹp. Pretty. Xinh xắn, đẹp. Xinh xắn, đẹp. Pretty. Chiếc váy này của bạn rất đẹp. Your dress is very pretty. Chiếc váy này của bạn rất đẹp. Xấu. Ugly. Xấu. Xấu. Ugly. Con chó đó xấu quá. That is a very ugly dog. Con chó đó xấu quá. Dễ. Easy. Dễ. Dễ. Easy. Có, nó dễ ăn. Yes, it's easy to eat. Có, nó dễ ăn. Khó. Difficult. Khó. Khó. Difficult. Bài kiểm tra ngày thứ tư sẽ khó. Wednesday's test will be difficult. Bài kiểm tra ngày thứ tư
sẽ khó. Gần. Near. Gần. Gần. Near. Tôi sống gần trường đại học. I live near the university. Tôi sống gần trường đại học. Xa. Far. Xa. Xa. Far. Ga ở cách xa chỗ này. The station is far from here. Ga ở cách xa chỗ này. Nhỏ. Small. Nhỏ. Nhỏ. Small. Căn phòng này quá nhỏ. This room is too small. Căn phòng này quá nhỏ. Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at VietnamesePod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time! Tạm biệt! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.